Bài số 48, Thạc chi chi ăn tu đốc Chô Sim Ha Seo. Chô Sim Ha Seo là hãy cẩn thận. Thạc chi chi ăn tu đốc là đừng để, là sao ạ? Để đừng bị thương. Hãy cẩn thận để đừng bị thương. Và bài hôm nay chúng ta có cái nói về tình huống chú ý khi làm việc với máy móc này. Và thứ hai nữa là ứng phó với các tình huống nguy hiểm. Ngữ pháp chúng ta học ngữ pháp thứ nhất là động từ đi với n hoặc là ân cho ki ita ota, tức là đã từng làm gì hoặc chưa từng làm gì đó. Đây là chúng ta nói về kinh nghiệm các bạn nhé. Tiếp theo động từ đi với chi ảm tu đốc chô sim hoa đà là hãy cẩn thận để đừng bị làm sao đó nhé. Thì từ vựng ở phần bài này chúng ta có từ vựng về kige cha gốc là máy móc làm việc và che he là chấn thương, những cái chấn thương mà chúng ta hay gặp khi mà làm việc, cho nên chúng ta phải chú ý. Trong bô muôn hoa phần thông tin văn hóa chúng ta học về cha gốc trang sago là những cái tai nạn nơi làm việc, thì cái này chúng ta phải chú ý thật là tốt về vấn đề an toàn. Làm việc thì chúng ta lơ là cái này chúng ta có thể bị thương ngay lập tức ấy. Ở đây chúng ta sẽ tìm hiểu phần bài này. Đầu tiên chúng ta Tuấn chỉ quyền cho này không? Tuấn không sao chứ? Nè, mô xa đi mà chú đề gồ hăn gần đề khuyên nàl bồ nét nèo. Thì hôm nay chúng ta có một cái là khuyên nàl bồ nét nèo suýt nữa. Suýt xảy ra việc lớn. Đây là khuyên nín là việc lớn. Khuyên nín. Nàl, khuyên nín nà tà. Thì nàl bồ nét nèo. Suýt nữa xảy ra việc lớn. Thì hôm nay chúng ta sẽ học thêm một cái suýt nữa này. Tí nữa xảy ra sẽ nói luôn. Chờ tôi press 작업 하다가 다친 적이 있어요. Tôi đã từng đây ạ. Tôi đã từng bị thương khi mà vừa làm việc với cái máy dập. Press 기계가 위락 무거우니까 vì cái press 기계 press được cái máy dập ấy, đây là cái máy dập này. Vì cái máy dập này rất là nặng. Máy dập này vì là rất là nặng. 조금만 방심만 해도 chỉ cần một khoảnh khắc ngắn ngủi để 조금만 một chút thôi. Bang sim là không quan tâm ấy, không để ý. 해도 cho dù một lát không để ý thôi. 큰 사고 나더라고요. Thì có thể xảy ra cái tai nạn. Tai nạn rất là lớn. 작업할 때 집중하고 khi mà làm việc ấy thì 집중하고 집중 là tập trung hoặc là chúng ta khi học chúng ta cũng phải tập trung là như vậy. Thức kỳ đặc biệt là son cho sim hakuyo đặc biệt và đặc biệt là chú ý đến cái tay, cẩn thận cái tay. Kế dốc cho sim hennende tôi chú ý liên tục rồi. Chạm can tăng chen ga gân hanen parame chỉ một lát thôi cái suy nghĩ bên ngoài nó thoáng qua thôi. Bạn in nôn lang cực cắt thư nì ca bạn in nôn lang cực cắt thư nì ca chôm xưa ta ga hiểu. Và vì bạn thực sự là vừa bị giật mình vì là vừa bị giật mình nên hãy nghỉ ngơi một chút rồi làm. Nhá. Bây giờ chúng ta sẽ nghe phần hội thoại này ạ.48과 다치지 않도록 조심하세요. 대화 1. 투원 씨, 괜찮아요? 네, 모서리 맞추려고 한 건데 큰일 날 뻔했네요. 저도
프레스 작업하다가 다친 적이 있어요. 프레스 기계가 워낙 무거우니까 조금만 방심을 해도 큰 사고가 나더라고요. 작업할 때 집중하고 특히 손 조심하고요. 계속 조심했는데 잠깐 딴 생각을 하는 바람에 많이 놀란 것 같으니까 좀 쉬었다가 해요. Các bạn nghe lại lần nữa. 48과 다치지 않도록 조심하세요. 대화 1. 투한 씨, 괜찮아요? 네, 모서리 맞추려고 한 건데 큰일 날 뻔했네요. 저도 프레스 작업하다가 다친 적이 있어요. 프레스 기계가 워낙 무거우니까 조금만 방심을 해도 큰 사고가 나더라고요. 작업할 때 집중하고 특히 손 조심하고요. 계속 조심했는데 잠깐 딴 생각을 하는 바람에 많이 놀란 것 같으니까 좀 쉬었다가 해요. 48과 다치지 않도록 조심하세요. 대화 1. 투한 씨, 괜찮아요? 네, 모서리 맞추려고 한 건데 큰일 날 뻔했네요. 저도 프레스 작업하다가 다친 적이 있어요. 프레스 기계가 워낙 무거우니까 조금만 방심을 해도 큰 사고가 나더라고요. 작업할 때 집중하고 특히 손 조심하고요. 계속 조심했는데 잠깐 딴 생각을 하는 바람에 많이 놀란 것 같으니까 좀 쉬었다가 해요. 와, bây giờ mời các bạn đọc ạ. Bây giờ bạn Hà đóng vai là Chi Hun, còn bạn Trang đóng vai là Tuấn nhé. Tuan Si, 괜찮아요? 네, 모서리 맞추려고 한 건데 큰일 난 뻔했네요. 저도 프레스 작업하다가 다친 적이 있어요. 프레스 기계가 워낙 무거우니까 조금만 방심은 해도 큰 사고가 나더라고요. 작업할 때 집중하고 특히 손 조심하고요. 계속 조심했는데 깜깜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 
보니까 좀 쉬었다가 해요. 또 비자 đổi lại ạ. Đổi lại. Trang và Chi Hôn và bạn Hà là Tuấn ạ. Ờ. Tuấn Chi quán trà này ạ. 네. 목소리를 맞추려고 한 건데 그는 난 끊했네요. 저도 프레스 작업하다가 다친 거기 있어요. 프레스 기계가 워낙 무거우니까 조금만 방심은 해도 큰 사고가 났더라고요. 작업한데 집중하고 특히 손 조심하고요. 계속 조심했는데 잠깐 딴생 같은 하는 바람에 많이 놀란 것 같으니까 좀 쉬었다
쉬었다가 해요. 네, 오케이. Bây giờ mời bạn Ngọc với bạn Hiếu ạ. Ngọc ơi. Dạ. Ngọc đóng vai Chi Hun, còn Hiếu đóng vai là Tuấn nhé. Dạ. Ừ. Tuan Si, quen chat này ô. Để mọi đi. Mà chơi cơ. Anh cơn tê. Cứ mình hát bên hát này ô. Chào tu pơ rê sư. Chà cướp hà ta ca. Ta chín chơ kì. Ít sơ ổ. Pơ rê sư. Kì kê ca. Vơ nắc. Mà. Vơ nắc mà cơ ổ. Nì ca. Chô cư man. Pang si mân. Hè tô. Cơn sa cô ca. Na tơ ra. Cô ổ cha cướp hàn tê chip chung hà cô tức khi so chu sim hà cô ổ kê xôn chú sim hát mùn tê chăm cam tăng xoan cắt thêm hà lên phá la mê mãn ni nun nan cướp ca thử ni ca chôm suy ớt ta ca hiểu. Đấy. À, bây giờ lại đổi lại ạ. Hiếu đóng vai là Chi Hun, còn Ngọc đóng vai là Tuấn ạ. Ừ. Tuấn Phi quen cho này đó. Ê. Morari. Mô sơ đi mát chù rìa cô hàn cơn tê cư nín nàn bơn hết nều chú tô chú rê sư sát cấp hà ta ca ta chín chê kì ít sơ yô Kuresu kikeka wana muka unika chokuman pangsimun heto kumpakoka natorakoyo chakabhante chichunghako chuki son chosin hakoyo Kê xúc chô xin hết nên tê. Cham can than xiang ca cân. Hà nên pa ra mê. Mà mi. Nô ra. Cớp. Ca thư ni ca. Chôm. Chia ta ca heo. Đây, ok. Và đây chúng ta có mosari là cái cạnh khúc gốc khúc hoặc là một cái cạnh nào đó nhé. Machuta là điều chỉnh. Machu đây ạ. Machu deko định điều chỉnh ở cái góc nhé. Điều chỉnh ở cái gốc khúc hoặc điều chỉnh ở một cái góc. Pangshimada là không chú ý. Tansengak là suy nghĩ khác. Chukuman pangshimun hedo hoặc là gì ạ? Tan sen đây ạ. Tan sen các. Ở đây chúng ta sẽ tìm hiểu về một số cái máy công nghiệp, máy móc làm việc công nghiệp ấy. Kiki chắc gấp là máy móc làm việc. Đầu tiên là Furetsu Kike. Kike là máy móc các bạn nhé. Furetsu là máy dập. Furetsu Kike là máy dập. Red nhưng mà nhá. Kuburida là uốn cong, tức là chúng ta sử dụng máy dập để gì ạ? Để uốn cong hoặc là để đục lỗ đấy, dập lỗ. Chikoneda là dập lỗ. Còn đối với máy tiện là Sonban Kige.
Sơn Văn Kỳ Kê thì là lắp vào này, các thao tác của nó ấy, Sodioneta là tiện này, Pardon Paneta là tháo cái sau khi tiện ra đấy. Tiếp theo là Milinkige. Milinkige là máy phay. Máy phay thì chúng ta có cắt tà là cắt, hoặc là trơn tan hà tà cũng là cắt, nhưng cắt bỏ đi, cắt sắt đấy. Trơn tan hà tà, trơn tan hà tà cắt. Tiếp theo, dùng chớp hà tà là hàn. Chú đi hà tà là lắp ráp, lắp đặt nhá. Thì trong những máy này đã có bạn nào làm việc với một trong các máy như thế này chưa? Làm hết rồi. Ngọc làm hết rồi à? Vâng. Đấy. Bạn Hiếu làm hết chưa? Hiếu biết máy nào đã từng làm rồi chưa? Chưa từng làm cái máy nào. Từng làm máy nào chưa? Chưa. Chưa. Vâng. Cái này học về cơ khí trong trường công nghiệp thì đương nhiên là biết nhiều rồi. Trang với Hà có biết những cái máy này không? Không ạ. Có biết nhưng mà chỉ biết qua điện thoại thôi ạ. À, tức là chưa nhìn thấy trực tiếp ạ. Vâng ạ. Ok. Đây nhá, cái máy dập ấy thì có thể dùng để dập cong cái khác, hoặc là dùng để dập lỗ, ví dụ như dập cái lỗ ở chui chảo chẳng hạn để lắp chảo vào thì chúng ta cũng dùng máy dập để dập đấy nhá. Máy tiện thì các bạn lưu ý là chúng ta có tiện gỗ ấy, tiện con lăn cầu thang, cái gì, con gì cầu thang nhỉ, người ta nói con gì, một em gỗ tiện sắt ở ngoài, tiện gỗ tiện sắt đúng rồi. Có giống cái đánh khóa không hả thầy? Cái máy đánh khóa ấy ạ. Ồ, máy tiện này, máy to ạ. Nó to hơn đây này. Đây thì phóng to là xem. Nhìn người bên cạnh, người đứng trong một góc. Đây này. Tiện CNC này. Đây này, nhìn thấy chưa? Đây, các bạn nhìn thấy không ạ? Có. Đây này, đây nhìn như kiểu máy cắt thịt. Đây tiện CNC này, giá khô vào. Đây này, máy điện ngày xưa này, đúng không? Đây này. Đây này, nhìn thấy tiện chưa? Kẹp phôi đây này, dao nó tiện này, đi đi lại lại này. Có, em được làm rồi mà. Ừ. Đây này. Đây, dao nó cắt thành những lớp lớp như này này. Thường nó chi tiết máy mà. Trên máy làm này nhiều không nhỉ? Hồi em không, làm bên mạng nhưng mà được học qua. Xuống mấy xưởng cơ khí ở dưới sông Công nhỏ máy lắm. Đây này. Nói chung là rất là nhiều hình dạng từ ngày xưa. Đây những máy này máy cổ rồi. Đây này. Đây này. Đấy, kẹp vào xong tiện xong lại rút ra nha. Đấy là máy tiện. Máy phay đây, cắt gọt hàn lắp ráp, đấy là các máy công nghiệp thì làm như vậy. Nên các bạn nhớ nhé, máy dọc thì làm cong hoặc đục lỗ, máy tiện thì đương nhiên là lắp vào tiện và tháo ra. Máy phay thì chúng ta có cắt kim loại và cắt sắt, cắt bỏ đi.
Hàn và Tulip, là đây là những cái mà chúng ta nói chung là máy khác. Dùng chớp ki là máy Hàn, chúng ta đã biết rồi đấy ạ. Và ngữ pháp hôm nay chúng ta sẽ học về ngữ pháp là động từ đi với nờ ưn chớp ki ít tà ập tà. Thì động từ ở đây chúng ta chỉ việc bỏ chữ tà đi thôi nhá. Thì nếu mà không có phụ đáy thì chúng ta thêm chữ nờ vào. Còn nếu có phụ đáy, ví dụ mập chẳng hạn đó, thì chúng ta là thêm nưng chớp ki, à thêm ưn chứ, thêm ưn chớp ki tà. Đây là đã từng ăn cái gì đó nhá. Thì bây giờ chúng ta sẽ xem ví dụ đây ạ. Lian xi i sơn ban ki ge rưng sa yong han su isseyo. Sa yong hada là sử dụng, sa yong han su isseyo là có thể sử dụng cái máy tiện này không. Ne chon ne, chon ne là trước đây. Sa yong hada thì thành sa yong han choki isseyo, trước đây tôi đã dùng rồi, tôi đã sử dụng rồi. À, các bạn hiểu chưa? Câu số 2 này, ví dụ số 2 này. Tuấn xin은 이 작업복 처음 입어 보지요? Tuấn xin, cái đồng phục này, ok, đồng phục lao động này, 처음 입어 보지요? Tức là bạn thử mặc lần đầu à? 아니요, không. 전에, trước đây, 이쁜 조끼 있어요. Trước đây tôi đã mặc rồi. Tôi đã từng mặc rồi. Cái này chúng ta dịch là đã từng nhé. Đã từng làm gì đó. Đã từng làm cái hành động này rồi. Tức là nói về kinh nghiệm đấy. Tiếp theo là Parusi. 제주 tôi 간 조끼 있어요. Là bạn đã từng đi 제주 chưa? 아니요, 가본 적이 없어요. Tôi chưa từng đi Jeju. Đấy. Và bây giờ mỗi người sử dụng cái này, chúng ta lấy một ví dụ được không ạ? Ví dụ, chúng ta nói là tôi đã từng gặp người Hàn Quốc rồi, nói như thế nào? Tôi đã từng gặp người Hàn Quốc rồi. Hàn Quốc 사람이 만난 적이 있어요. Cái gì ạ? Hàn Quốc 사람이 만난 적이 있어요. 네, 한국 사람이 만난 적이 있어요. Okay. Được. Tiếp theo, bạn Ngọc. Ngọc, lấy ví dụ Ngọc hơn. Trang lấy ví dụ này, Hà lấy ví dụ đi. Kim chi chi kê mập cân chơ ki ít rồi. Ok, bạn đã từng ăn kim chi rồi. Tiếp theo là Trang.
Đây. Ok. Tức là những việc gì chúng ta đã từng ấy, đặc biệt là về công việc liên quan, ví dụ khi các bạn đi phỏng vấn chẳng hạn nhá. Khi các bạn đi phỏng vấn và các bạn nói là mình đã từng làm được việc gì đó thì rất là tuyệt vời, hoặc đã từng làm ở công ty nào đó thì rất là, đấy là tính là kinh nghiệm đấy ạ. Nhá, đặc biệt là các bạn nam mà viết về kinh nghiệm, ví dụ bạn Ngọc đã từng sử dụng cái máy tiện rồi thì em cứ nói là em đã có kinh nghiệm sử dụng máy tiện, hoặc là em đã biết dùng máy tiện thì có thể nói là trên ạ, son bankige, đúng không? Son bankige rư. Đây, son bankige sayong han choki isseoyo, là đó là cái kinh nghiệm rất là quý đấy. Và đây ạ, chúng ta sẽ theo từng loại máy và chúng ta sẽ chọn từ vựng cho phù hợp để cho vào nhá. Đầu tiên là Fresu là máy dập ạ. Sonban là máy tiện. Minling là máy, máy gì ạ? Máy phay đúng không ạ? Kita là máy khác. Kita là khác. Đầu tiên là Kalta. Kalta đây là máy gì mà Kalta? Máy tiện. Máy tiện. Máy tiện Kalta. Tiếp theo là, đây thầy giáo đánh dấu rồi nhá. Máy tiện Kanda. Và bạn Hiếu bảo máy tiện đúng không ạ? Ok. Chôn ta Hada là cái máy nào ạ? Milling. Là máy, máy phay. Milling, máy phay đúng không ạ? Tiếp theo là Kuburida, máy nào dùng được Kuburida được ạ? Máy dập. Máy dập. Ồ, máy dập Fresh. Ok. Torioneta, máy nào? Sonban. Sonban, ok. Tiếp theo, Kata. Kata, tất cả một cách. Kata, máy nào? Milling. Milling. Milling, ok. Kata là cắt đấy, milling. Tiếp theo Paneta. Paneta. Sơn ban. Paneta đây là sơn ban, tức là lấy cái phôi ra, phôi xong sau khi tiện xong rồi lấy ra. Choripata. Kita. Kita. Chikoneta. Chikoneta. Press. Ok, press. Ok. Đấy. Tiếp theo, cái này chúng ta xem là chúng ta đã từng làm hay là đã làm rồi. Crimson Popo, xem bức tranh và nờ ơn cho ký tà ọp tà rừng sai ông he sơ theo hoa oán sơn ha xê ố, hoàn thành hội thoại sử dụng cái ngữ pháp là nờ ơn cho tà ọp tà cho ký tà ọp tà. Thế bây giờ chúng ta, bạn Ngọc làm câu số 1 này, bạn Hà làm câu số 2, bạn Trang làm câu số 3, bạn Hiếu tí nữa sẽ làm cả 3 câu. À, câu số 1 này, bạn Ngọc làm thế nào ạ? Anh yêu Chân cư rân Chô rip ha. Chô rip han su ít xe yếu. Anh yêu Chân cư nân Chô rip han su đúng không? Chorip hata thì sử dụng cái này. Chorip han chơ kia ấp sổ. Chorip han đúng không?
Chorip han choki. Han choki, choki. Học rồi không? Học rồi. Để ok Ngọc. Đúng 100%. Sao bạn Hà câu số 2 à? Dùng chơ tinh hay bát sổ yếu. Nè, dùng chơ han chơ kì ít sổ yếu. Ok. Câu số 3 mời Trang. Nè, môn cơ nâng bố trang han số ít sổ yếu. Nè, môn cơ nâng bố trang han cơ kì ít sổ yếu. Han gì? Han cơ kì ít sổ yếu. À, chơ kì. Han chơ kì. Chơ kì ít sổ yếu. Không phải han cơ kì. Ok. Đấy. Ở đây chúng ta vừa lấy hội thoại chúng ta có một cái ví dụ đây ạ. Khuyên đá vô nét đều. Thì cái này chính là cái việc mà động từ đi với L hoặc là U. Phân hà tả. Phân hà tả. Phân hà tả. Nó chính là suýt nữa xảy ra việc gì đó. Nhá. Thì thường là cái này suýt nữa, cho nên là nó đã xảy ra rồi, cho nên cái này nó sẽ thường là được chia ở dạng quá khứ, bởi vì nó suýt xảy ra rồi mà. Suýt ngã chẳng hạn, thì cái việc suýt ngã đấy nó xảy ra rồi. Đấy. Suýt chết. Chết đấy là cái việc suýt chết đấy, nó xảy ra rồi. Đấy. Nha các bạn lưu ý cái này nha các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sang phần hội thoại số 2 ạ. Các bạn học được luôn được không ạ? Nè. Theo Hoa Y, hội thoại 2. Ở đây đoạn hội thoại này nó rất là ngắn thôi. Chúng ta đọc rất là nhanh thôi ạ. At tức của. At tức của. Tức là nóng quá, bỏng quá, tức của. Ô. Pare phun cô si. À, phun cô chi thuyết rồi. Phun cô chi thuyết rồi là bị bỏng rồi. Pal là cánh tay. Đó. Bạn bị bỏng rồi, bạn bị bỏng tay rồi. Otoke he. Otoke. Otoke. Lian chi. Umjiki. Umjiki chi malgo. Đừng di chuyển. Kamani isoyo. Và cứ ở đây, đừng di chuyển, cứ ngồi ở đây. 저기 미영 씨 얼음 좀 빨리 갖다 주세요. Mang đá lại đây nhanh cho tôi. Nha. 저기 đằng kia. 미영. 미영 mang đá lại đây cho tôi. 미영 nói ạ. 여기 얼음이에요. Đá đây. 우선 이걸로 진정시키고 진정시키고 đây là sơ cứu ạ nhá. Đầu tiên là sơ cứu đã. 병원부터 가야겠어요. Và hãy bắt đầu từ việc đi viện, tức là phải đi viện ngay. 돈 씨 빨리 가서 hãy đi nhanh lên. 공장장님께 말씀 드리세요. Hãy nói, hãy báo ngay cho giám đốc điều hành. Giám đốc điều hành. 그리고 용접기가 và 네. Vâng. 그리고 và 용접기가 아직 뜨거우니까 cái máy hàn ấy, 용접기 là máy hàn nhá. 아직 뜨거우니까 vẫn là rất là nóng, vì vẫn rất nóng. 미영 씨도 다치지 않도록 조심하세요. 미영 씨도 미영 씨 cũng hãy cẩn thận để đừng bị thương nhá. Đây phun cô chi thi đà là lửa bắn vào. Đối với hàn ấy thì chúng ta nhìn những người người ta hàn ấy thì cái có cái sắt đỏ đỏ nó rơi xuống luôn ạ. Thì kể cả những cái đấy nó rơi vào người khi mà nó chưa hết lửa ấy cũng có rất có thể là gây bị bỏng ạ. Kamani ta giữ nguyên.
xin chân ra là làm dịu hoặc là sơ cứu ấy, xin chân này, xin chân jikigo làm dịu đi, sơ cứu đi, xong sau đó là phải đi viện đấy. Và chúng ta tiếp tục, chúng ta nghe đoạn hội thoại này ạ. Đề hoa 2. À, 뜨거워. 어? 팔에 불꽃이 튀었어요. 어떻게? 리안 씨, 움직이지 말고 가만히 있어요. 저기 미영 씨, 얼음 좀 빨리 가져다 주세요. 여기 얼음이요. 우선 이걸로 진정시키고 병원부터 가야겠어요. 투안 씨, 빨리 가서 공장장님께 말씀드리세요. 네, 그리고 용접기가 아직 뜨거우니까 미영 씨도 다치지 않도록 조심하세요. 어, chúng ta nghe lại một đoạn này nhé. Bởi vì cái đoạn này là đoạn cấp cứu, sơ cứu cho nên là rất khẩn cấp, cho nên là người ta nói rất là nhanh nhé. 대화 2. 아, 뜨거워. 어? 팔에 불꽃이 튀었어요. 어떻게? 리안 씨, 움직이지 말고 가만히 있어요. 저기 미영 씨, 얼음 좀 빨리 가져다 주세요. 여기 얼음이요. 우선 이걸로 진정시키고 병원부터 가야겠어요. 투안 씨, 빨리 가서 공장장님께 말씀드리세요. 네, 그리고 용접기가 아직 뜨거우니까 미영 씨도 다치지 않도록 조심하세요. Bây giờ chúng ta sẽ đóng vai tiếp ạ. Bạn Trang với bạn Hà đóng vai trước nhé. Ôi trời. Ngọc khác đi ơi à. Mời bạn Trang với bạn Hà đóng vai nhé. Ồ, Trang đóng vai Lý Han và Hà đóng vai Tuấn đi. Tí nữa. Xong rồi Lý Han lại đóng vai Mio luôn. À, tôi có vừa. Ờ, phải bún cô chỉ thuy ớt sở yếu. Ở tất kê, lý hàn xì, ung chi kì chi, mang cô ca man hì, ít sở yếu. Chưa kì mi yông xì, ơ rừng chôm phát lì, ca chia ta chú sở yếu. Giờ kì ơ rừng mi yếu, ưu sơn y cơ lô, chinh chăng xì. Si khi cô biên quân bù thơ ca giá kết sở yếu. Tu an si pan ni ca sơ công trang trang nghiêm kề. Man xưm tư đi xe yếu. Nè, cư đi cô. Dông chất kì ca a chích tư cơ u ni ca. Mi dông si tô. Ta chi chi an tô đúc. Cho xìm ha xe yếu. Ok, bây giờ đổi lại ạ. Bạn Hà sẽ đóng vai Li Han và Mi Dông. À, từ cơ của ờ, ba đê bùn cô chỉ thuyên ớt rồi ồ. Ở tóc hè đi ăn xì, ung chi kì chi mang cô ca man hi ý rồi ồ. Cho kì miêng xì, ơ rùm chồm ba ni ca chia ta chú xì ồ. Cho kì ơ rùm mi ồ, ưu sơn y gần rô, chín chân xì kì cô hương quân bù thơ ca ra kết rồi ồ. Quan si, Ali ca sơ công trang trang nim kê, man sum tư ri xe ô. Nè, cư đi cô, yong chấp kì ca ơ chích sư câu u ni ca, miêng si tô, ta chi chi ăn tô rốc, cho xin ha xe ô. Đấy, ok. Mời bạn Ngọc với bạn Hiếu ạ. Bạn Ngọc đóng vai Li Han và Mi Dương nhá. Bạn Hiếu đóng vai Tuấn ạ. À, thưa cơ hội. À, bà ơi, không có chi, đi ăn sợ rồi, ở tất kế. Đi ăn sợ, ông chi, mà cô, cảm ơn đi sợ rồi. 저기 미영 씨, 얼음
좀 빨리 갖다 주세요. 여기 얼음이요. 우선 이 건너 진정 시키고 병원부터 가자겠어요. 또한 씨, 빨리 가서 공장장님께 말씀 드리세요. 드리세요. 네. 네, 그리고 왼쪽 기가 아직 지겨우니까 미용 씨도 빠지지 않도록 조심하세요. 네. Bây giờ bạn Hiếu đóng vai là Li Han và Tuấn, à, Li Han và Mio, bạn và bạn Ngọc đóng vai là Tuấn nhé. Thưa cô ạ. Pare pun pun kochi tuệ ở sở hữu ở tức khê Rian si chi ki chi manco cam mạn hi isel cho ki mi jong si rum chom pani ka chia ta chu seo cho ki parang Ari Romeo, Uson, Ikalo, Chinto, Chikiko, Pengwon, Buta, Kaya, Kesayo, Jaisi, Pali, Kase, Kuntan, Kaninke, Mansin, Siri, Seo. Ne, Kuriko, Jongchop, Kika, Achik, Tu, cơ unica mi dân sito tachi anto rock cho ship haseo cho sim haseo cho sim haseo cho sim haseo cho sim haseo ok. Tiếp theo chúng ta có phần chehe và chấn thương. Ở đây chúng ta có những chấn thương như sau. Đầu tiên là son karagi chalida là bị cắt ngón tay. Cái này các bạn lưu ý là mình làm trong những máy móc lớn ấy, thì cái việc không phải là cắt mỗi ngón tay đâu ạ. Có thể mất luôn cánh tay hoặc nó còn kéo luôn cả người vào ấy. Son karagi kita là bị kẹp ngón tay vào. Tức là những cái bộ phận chạy ngược chiều nhau ấy thì nó cuốn vào thôi ạ. Songaragi peida. Peida là đứt tay ạ. Chỉ là đứt thôi chứ không phải bị cụt ngón tay. Songaragi teida là bị bỏng ạ, bỏng ngón tay. Pari kalida là bị vật khác đè lên, bị đè vào chân. Mose chilida là bị dẫm phải đinh. Yuriga pakida là bị cắm thủy tinh vào, tức bị thủy tinh cắm vào. Hoa sang ngân ipta là bị bỏng. Chàng qua sang ngân ipta là bị xước ra. Chàng qua sang ngân ipta là bị xước ra. Kasue chung tốc tuy là trung tốc là trúng độc ạ, tức là bị trúng độc ga. Thì bây giờ mỗi người đọc cho tôi một lượt những cái từ vựng này. Mời bạn Ngọc đọc trước. Sonkaraki chanita, sonkaraki kiita, sonkiraki peita, son kia raki teta panri pani kanita mose chinita yurika
Pakita. Yurika Pakita. Junika Pakita. Quê sang un ipta. Chan qua sang un ipta. Ka sue chung tốc. Trung tốc tuệ tạ. Ok. Mời bạn Trang. Nè. Son karaki chan ni da. Son karaki ki u da. Son karaki be i da. Son karaki te da. Bari kan ni da. Mo se chi ni da. Wiri ka mak hi da. Hwa sang un ip da. Chan qua sang un ip da. Ka sue chung tok tuệ da. Ok, mời bạn Hà. Son gara ki chan li da. Son gara ki ki da. Son gara ki pe i da. Son gara ki te da. Pari ka li da. Mu se chi li da. Yuri ka paki da. Hwa sang un ip da. Chang hoa sang ưng ít ta. Ca sư ê trung tốc tuê ta. Ok. Mời bạn Hiếu. Hiếu là không? Con karaki chalita. Con karaki kita. Con karaki peita. Con karaki teta. Pari karita. Mose Chilita, Yulika Pakita, Masangin Ita, Changkwa Sangin Ita, Kase Chinto Peta. Ok, bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu ngữ pháp, đó là động từ đi với chi ản tô đốc chô sim ha rà. Thực ra chô sim ha rêu khuyên người khác đấy, đừng hãy cẩn thận để đừng bị làm sao đó. Thế bây giờ chúng ta ứng dụng vào cái này, chúng ta chỉ việc bỏ chữ tà đi thôi ạ, nhá, bỏ chữ tà đi và cho vào đây thôi ạ là được ạ. Thế bây giờ cẩn thận đừng để bị cắt vào tay, nói như nào? Songaraki chan li chi an tu rok cho sim heo. Cho sim ha seo. Quên người khác, cho sim ha seo em nhé. Cho sim ha seo. Đúng rồi. Nào hãy cẩn thận đừng để bị kẹp tay như nào Ngọc. Sun karaki. Ki i chi an to rok cho sim heo. Ok. Tiếp theo câu số 3 là cẩn thận đừng để bị đứt tay, nói như nào Trang? Son kara ki be i chi an to rok cho sim ha seo. Ok. Tiếp theo, cẩn thận đừng để bỏng tay, bỏng tay Hiếu. Con karaki peki an torok cho sim ha seo. Ok. Tiếp theo, đừng để bị cái gì đó đè vào chân. Mời Ngọc. Hiếu. Ok. Nào mời Ngọc, đừng để giống, hãy cẩn thận đừng để giống phải đinh.
Muse chimi chi antorok cho sim hesio hasio. Nè, ok. Nào bạn Trang, đừng để cẩn thận, đừng để thủy tinh cắm vào chân. Nè, Yuki ka bak chi bak hi chi antorok cho sim hasio. Nè. À, mời bạn Hà, cẩn thận đừng để bị bỏng. Hoa sang ưng ít chi ăn tuê rốc cho sim ha xeo. Hoa sang ưng ít chi ăn tu rốc. Tiếp theo, đừng để bị xước da, Ngọc. Chan qua sang ưng ít ít chi ăn tô rốc cho sim ha siêu. Ok. Tiếp tục cái cuối cùng là đừng cẩn thận đừng để bị nhiễm độc ga, bạn Trang. Nè, ca sưê trung tốc tuê chi ăn tô rốc cho sim ha siêu. Ok, cho sim ha siêu. Đấy là những cái ví dụ đây. Thế bây giờ có ba cái ví dụ đây ạ. Ikigenen Achu Parunika, vì cái máy này rất là nhanh. Sonkaragi ki chi antorok cho sim heya tuệ. Phải gì ạ? Phải cẩn thận đừng để tay nó kẹp vào. Angesso, tôi hiểu rồi. Máy này rất là nhanh nên hãy cẩn thận đừng để gì ạ? Tay kẹp vào. Tôi hiểu rồi. Chà, 그럼 작업은 시작해볼게요. 해볼까요? Nào, đúng không? Chà, nào. Vậy thì chúng ta cùng bắt đầu làm việc nào. 뜨거우니까 화상은 입지 않도록 조심하세요. Vì là rất là nóng, cho nên là hãy cẩn thận để đừng bị bỏng, đúng không ạ? Oh, 여기 유리 조각이 있네. 유리 조각 là những cái mảnh vỡ. Các em nhé, mảnh vỡ 조각 là những cái mảnh vỡ của kính. Đây ạ. 밟지 않도록 조심해. 밟지 않도록 조심해. 얼른 치워 약했다. 네, hãy cẩn thận, đừng để dẫm vào. Fall đây là dẫm hoặc là dẫm lên đấy, đạp lên đấy. 얼른 치워 약했다, phải dọn nhanh đi, nhá. Đây là cái ví dụ này. Cái này chúng ta cũng khuyên nhau rất là nhiều. Khi mà cẩn thận đừng để bị thương. Tiếp theo, chúng ta có phần luyện tập số 2 trong phần bài này. Kurimun Poko, hãy xem bức tranh và mặt nên bà rơ dương kiên hà xều. Và hãy nói những cái lời nói đúng. Đây ạ. Đầu tiên là số 1 là đứt ngón tay thì chúng ta chọn cái gì ạ? Chọn từ vựng nào? Con karaki chalita. Chalita đấy, chalita. Chalita. Nào, dẫm vào đinh ạ. Mochi chilita. Mose chilita, đúng không? Chilita. Tức ra. Chan qua sang ni ta. Bóng ngón tay, chọn cái nào? Son karaki teta. Teta. Còn lại là đứt tay là peita, đúng không ạ? Peita. Rồi, ok. Câu số 2, chúng ta sử dụng chi xem bức tranh và sử dụng chi án tô đốc chô xin hoa đà. Và để nói. Đây ạ. Cái này là gì ạ? Son karaki kita, đúng không ạ? Kita.
Sonkaraki kida. Đây là gì ạ? Yuri đúng không? Yuri là làm sao ạ? Makida đúng không? Còn đây là kasu. Kasu trung độc đúng không ạ? Trung độc ạ? Trung độc. Kasu trung độc. Trung độc ra. Thế hãy cẩn thận, đừng để bị kẹp tay này. Hãy cẩn thận, đừng để bị trúng độc ga này. Và chúng ta có người làm câu ạ. Bạn Hà làm câu số 1 đi. Hiểu câu số 2. Sonkaraki kiichi andorok chosim haseo. Ok, Hiểu làm câu số 2 nè. Yurika Pakichi Pakichi and Torok Chosim Haseo. Ok. Ở câu số 3 là nhiễm độc gan. Ngọc làm anh Ngọc ơi. Kasue Trung Tốc Tuê Trung Tốc Kê Chi and Torok Chosim Haseo. Ok. Rất chuẩn. Đừng để bị nhiễm độc gan. Ở đây là những cái máy móc đây ạ. Nha. Thì khi mà làm việc thì chúng ta hãy cẩn thận đừng để bị thương. Ví dụ này khi đóng đinh ấy, khi làm việc ngoài công trường ấy, thì đừng để bị dẫm phải đinh này. Thì đây ạ. Ví dụ này khi mà sử dụng cái máy này thì cẩn thận đừng để bị đứt tay đúng không? Bị cắt vào tay. Khi làm nội thất thì cẩn thận đừng để dẫm phải đinh. Khi mà đóng gói thì đừng cẩn thận đừng để bị kẹp. Khi hàn thì đừng để bị bỏng. Khi lắp đặt cái cốt pha thì đừng để bị chảy xước da. Những cái này thì chúng ta có nói được không ạ? Đầu tiên là thầy giáo làm một câu mẫu, ví dụ khi đóng gói nhá thì đừng để bị kẹp tay. Thì ở đây người ta đã làm furetsukike là cái phần này khi sử dụng cái máy này. Furetsukike run sayong hal tteneun là khi sử dụng cái máy này thì, và bức hình số 2 là đừng để bị như bức hình số 2 nên hãy cẩn thận. Thế thôi ạ. Thế bây giờ chúng ta sẽ tình huống số 1 thì chúng ta làm như nào? Khi đóng đinh ạ. Hoặc khi làm nội thất ạ. Tôi làm cái câu 1 đóng đinh luôn nhá. Mose pagulte, pagulte는 pagulte는 Mose 칠리치 않도록 조심하세요. Câu số 2 các bạn nào làm không ạ? Khi mà cô Trang Hà Đà đúng không ạ? Cô Trang Hà Đà. Khi mà đóng gói. Cô Trang Hà Đà. Cô Trang Hà Đà. Cô Trang Hà Đà. Cô Trang Hà Đà. Bố chàng hàn tê son kara ki ki chi an to rok cho xin hà xeo. Ok. Tiếp theo câu số 3 là khi làm hàn. Hàn là dung chốc hà ra đấy. Khi làm hàn thì cẩn thận đừng để, cần cẩn thận để đừng bị bỏng tay. Nói nào. Hà nói nào khi hàn ấy. Dùng chớp hàn tê nên hoa sang ưng ít thì ảnh tô rốc cho xìm ha xeo. Đấy là đừng để bị bỏng đâu, đừng để bị bỏng. Còn đây là bỏng ngón tay thì đừng để bị bỏng ngón tay là xôn cơ ra cái tê tà. Tiếp theo câu số 4 ạ. Khi ghép cốt pha thì đừng để bị xước da. Ai làm không ạ? Ghép cốt pha đó là gì ạ?
cơ bô chip đúng không? Cơ bô chip sơ chi hàn tê. Các bạn đã quên mất bài đổ cua pha rồi. Chi men thử ấy, bài xây dựng ấy. Đó là khi mà ghép cốt pha ấy, thì đừng để bị xuất ra, đó là cơ bô chip sơ chi hàn tê nên. Chơn qua sang. Chơn qua sang ấy. Ít chi ăn đồ đốc cho xin hoa xeo chân qua sang đây ạ các bạn đấy chân qua sang hơn ít là sức ra này nhé chân qua sang hơn ít chi ăn đồ đốc cho xin hoa xeo tiếp theo chúng ta có cái phần là tai nạn ở nơi làm việc thì ở đây tai nạn ở nơi làm việc thì có rất nhiều tai nạn sụp đổ này đổ công ty này điện giật này cam chân này chú đáp là ngã rơi này rồi nô sơn là nô trơn là tai nạn do điện chập này nakha sago là bị cái gì rơi vào này phúc pa là nổ này cháy nổ này hoa chê là hỏa hoạn này kasu nuchul là do gì ga này đấy đấy là các tai nạn thường chúng ta thấy tai nạn này rất là nguy hiểm ạ. Và tiếp theo là sago phan cheng si kilogan gớt là những trong những trường hợp khẩn cấp thì người ta cái mà cần thiết để báo tai nạn ví dụ như là suaki là bình cứu hỏa pi sang biel là chuông báo cháy ở trong các doanh nghiệp có cả chuông báo cháy pi sang gu là cửa thoát hiểm và cái phương pháp sử dụng cái bình cứu hỏa các bạn có thể một số bạn đã được học rồi thì chúng ta biết rồi ở đây tôi nói lại một số bạn chưa biết cái bình cứu hỏa nó như thế này này nhá thì ở đây nó có một cái chốt này ở chỗ cái tay cầm có một cái chốt này chốt này nó giữ cái tay cầm không bóp được vào nếu mà rút cái tay rút cái chốt ra là bóp được vào và bóp vào thì nó đã phụt ra phụt cái bột ra thì đầu tiên khi mà sử dụng ấy, khi sử dụng nhé thì an chân pinen poco là rút cái chốt an toàn hô sư lân phun chốc cơ đô heng hào gồ là hướng cái vòi về phía lửa xôn trà bì lân càng ngà ghê uống kia chùn đà và bóp chặt bóp mạnh cái tay cầm để phun bình thì khi mà cứu hỏa thì chúng ta lưu ý như này là phun theo xuôi theo chiều gió xuôi theo chiều gió thì cái bột phụt phụt ra thì nó mới vào cái lửa và dập lửa chứ còn ngược chiều gió nó phụt vào người mình ngay và phun từ phía trước tức là phun từ đằng trước ra đằng sau và phun từ trên cao xuống thấp nếu mà bình cứu hỏa đủ dùng một lần thì dùng tất cả các bình một lần luôn để cho hết lửa luôn. Tiếp theo, phun siga đám 3 energy hoặc in. Sau khi dập tắt lửa rồi ấy, thì chúng ta xem là còn những cái tàn lửa hay là cái đống lửa nào đang cháy giả dích hay là không. Kiểm tra xem còn lửa hay không. Và sau khi dùng xong ấy, thì cần nạp lại bình cứu hỏa. Tức bình cứu hỏa không phải là dùng xong một lần chúng ta bỏ đi. Mà lại đi chúng ta nạp lại. Đấy. Cầm đến cái công an cứu hỏa người ta sẽ đổi lại cho các bạn bình mới. Đấy nhá, bài hôm nay chúng ta học đến đây và cái phần EBS topic thì chúng ta sẽ buổi sau chúng ta sẽ làm vào đầu giờ luôn ạ. Nè. Ờ. Anh nhìn chung một sự cục. Nè, ok. Nè, xúc qua xe ô. Nè. Ăn chay ô. Nè.